Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Tử Vi Cải Mệnh. Chúc các bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống. Ngày hôm nay tôi sẽ xem cho bạn nữ tuổi Nhâm Thân, sinh năm 1992. Tôi sẽ so tuổi của bạn với tuổi của 10 bạn nam bằng và hơn tuổi để bạn biết là mình kết hôn với những cái tuổi đó ấy, sẽ hợp hay là khắc như thế nào. Nhưng mà trước khi đi đến cái phần nội dung chính ấy, tôi xin mời bạn hãy nghe đôi lời về những cái đặc điểm cơ bản của tuổi này. Bạn nữ Nhâm Thân, sinh năm 1992, cung khôn, mạng kiếm phong kim, được bà Cửu Thiên Huyền Nữ độ mạng. Bạn là người thông minh, tính toán giỏi, có nhiều tham vọng, luôn muốn vươn cao và không bao giờ bằng lòng với cái hiện tại cả. Vì vậy cuộc sống của bạn phải chịu khá nhiều thăng trầm hay bị rơi vào cái cảnh no dồn đói góp. Nhờ sự cơ trí và khéo léo trong giao tiếp nên có thể hợp tác và làm việc với rất nhiều cái mẫu người và luôn làm những việc không tốn công sức mà lại đạt được cái hiệu quả cao. Được trời sinh cho có nhiều bộ mặt cho nên bạn có thể qua lại với bất kỳ hạng người nào của đủ mọi thành phần trong xã hội. Cũng bởi những cái ưu điểm đó ấy, mà bạn không hề giấu giếm cái cảm giác thỏa mãn và kiêu ngạo của mình, thường biểu hiện cái thuộc tính đặc trưng của người tuổi Thân, đó là ý thức cạnh tranh rất mạnh, cảm nhận tinh tế và tính toán thì đâu ra đấy. Trong cuộc sống gia đình thì bạn thường là người vợ hiền thục và có số phú quý. Sinh vào tháng 3, tháng 12 âm lịch và mùa thu ấy thì là được thuận mùa sinh, tính nết hiền lành, ăn nói dịu dàng, gặp chồng giàu sang quyền cước, công danh sự nghiệp cũng như gia đình ấy thì xuôi thuận, cuộc sống hoàn toàn hạnh phúc. Còn nghịch sinh lỗi số thì phải vất vả gian nan, duyên tình không thuận và sự nghiệp phải nhiều phen thăng trầm. Nói chung cuộc sống của tuổi Nhâm Thân ấy, tuy tiền vận có nhiều lao đao và việc đau buồn, nhưng cũng có nhiều may mắn trong việc làm ăn và gia tộc, nên bạn có thể vượt qua được nhiều trở ngại trong cuộc sống. Càng về hậu ấy thì sẽ càng được tốt đẹp hơn. Về vấn đề tình duyên thì tuổi này có nhiều cay đắng, sẽ may mắn hơn nếu như bạn gặp gỡ và kết duyên được với một người đàn ông mà hợp tuổi với mình. Sau đây, bắt đầu đến phần so tuổi, mời các bạn hãy đón xem. Đầu tiên, nếu bạn gái Nhâm Thân mà kết hôn với bạn trai Nhâm Thân, về tuổi thì Thân với Thân bình hòa, về âm dương ngũ hành, nam kim, nữ kim thì xấu, sinh đẻ không lợi, hay cãi nhau, dễ phải xa nhau. Ở đây thì được may một cái là hai tuổi Thân này dĩ nhiên là đều thuộc dương, cho nên vì là thuận chiều, âm dương thuận chiều ấy, cho nên là đã đỡ đi một chút cái sự xấu của ngũ hành. Về cung sinh thì nam khôn, nữ khôn hay tai nạn, công danh sự nghiệp càng chờ càng chẳng thấy đâu, vợ chồng thì kẻ ở người đi. Cái cung sinh này ấy, các bạn hãy lưu ý, đó chỉ là cung phụ thôi và cung phi sau đây mới là cung chính. Về cung phi thì nam cấn, nữ đoài, gặp được duyên niên là rất tốt, làm ăn thịnh vượng nhưng hơi muộn con, nếu gặp gỡ nơi đất khách quê người ấy, thì sẽ đỡ hơn. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này nhé. Trai cung cấn lấy gái cung đoài, cấn đoài số ấy được duyên niên, chồng mộc vợ kim khắc cứng phiền, giàu có ai là con hiếm muộn, gặp nhau xa xứ mới là yên. Về can, nam nhâm, nữ nhâm thì bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam nhâm, nữ thân thì phải cố gắng mới được phú quý. Vợ chồng thường gặp trở ngại trên bước đường công danh. Con cái thì khó nuôi, bền trí thì từ 30 tuổi trở đi sẽ phát đạt. Cao ly đầu hình như vậy là bình hòa. Vậy là đôi nhâm thân này mà kết hợp với nhau ấy sẽ được một điểm tốt, 2 điểm xấu, 3 điểm bình hòa. Trong hai điểm xấu, có một điểm ở cung sinh, cung phụ không đáng lo, còn một điểm ở âm dương ngũ hành cũng được giảm nhẹ bớt đi rồi. Vậy là đôi bạn ở với nhau cũng được tạm tạm. Có điều các bạn nếu mà gặp nhau xa xứ hoặc tha hương lập nghiệp ấy thì càng tốt đẹp hơn. Tuổi thứ hai, đó là tuổi Tân Mùi, sinh năm 1991. Nếu bạn gái Nhâm Thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Tân Mùi, về tuổi thì Thân với Mùi bình hòa, tự chủ, không sinh, không khắc, không hại hình xung nhau. Về âm dương ngũ hành, nam thổ, nữ kim, mệnh của chồng tương sinh cho mệnh của vợ, chúng ta vẫn gọi là sinh xuất đấy, tốt, vợ chồng hòa hợp, con cháu thông minh, tài lộc sung túc.
Về cung sinh, nam khảm nữ khôn, phạm phải tuyệt mạng, rất xấu. Về cung phi, nam ly, nữ đoài, phạm phải ngũ quỷ cũng là rất xấu. Ngũ quỷ thuộc sao liêm trinh là sao xấu, ảnh hưởng chủ yếu đến sức khỏe. Trong nhà các sự việc lôi thôi vô cớ ập đến, người nhà thì mổ xẻ, ung thư, tai tiếng thị phi, bị nói xấu, bị gièm pha hay mất tiền oan. Rồi thì công việc làm ăn không được như ý, thất bại liên tục khiến cho vợ chồng mệt mỏi, buồn phiền, rồi ảnh hưởng đến hạnh phúc lứa đôi. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung ly lấy gái cung đoài, hai ngôi ngũ quỷ khắc xung hình, gặp gỡ sau sao cũng phát sinh, tăng tóc mẹ cha sầu tử tức, mỗi người mỗi ngả hận ly tình. Về can, nam tân nữ nhâm thì bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam tân nữ thân thì gặp bệnh tật, sinh con khó nuôi, trước sướng sau khổ. Nếu cả hai cùng mồ côi cha mẹ thì lấy nhau sẽ được tốt đẹp hơn. Tuy vậy nhưng mà con cái cũng ít phúc, bệnh tật khó nuôi. Vợ chồng chung sống đến già, cao ly đầu hình như vậy là bình hòa. Vậy là nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Tân Mùi ấy, được 1 điểm tốt, 3 điểm xấu, 2 điểm bình hòa. Đôi các bạn ở với nhau cũng không ổn lắm đâu, có rất nhiều điểm xấu. Và chủ yếu là nhằm vào sức khỏe và con cái, các bạn nên cẩn thận và nên tìm cách để hóa giải đi. Thứ ba, tuổi Canh Ngọ sinh năm 1990. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Canh Ngọ, về tuổi thì Ngọ với thân bình hòa tự chủ. Về âm dương ngũ hành, nam thổ, nữ kim thì tốt, tương tự như tuổi Tân Mùi. Vợ chồng hòa hợp, con cháu thông minh, tài lộc sung túc. Về cung sinh, nam ly, nữ khôn, phạm phải lục sát, xấu, khó làm ăn, gặp gỡ xa quê thì còn đỡ. Về cung phi, nam khảm, nữ đoài thì được tương sinh rất tốt, số thọ, làm ăn từ khó khăn mà đi lên, gặt hái được thành công. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này nhé. Trai cung khảm lấy gái cung đoài, thủy kim phối ngẫu được tương sinh, trường thọ điều kiện số đã thành, con cháu hiền hiếu nên danh phận, vườn rộng chăn nuôi bại hóa thành. Cung phi của các bạn rất tốt. Về can thì nam canh, nữ nhâm bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam canh, nữ thân thì vợ chồng khăng khít yêu thương nồng nhiệt, nhưng nửa chừng thì đứt gánh, mặc dầu có con cái với nhau. Như vậy cao ly đầu hình là xấu. Hai tuổi này kết hợp lại với nhau, được 2 điểm tốt, 2 điểm xấu, 2 điểm bình hòa. Nói chung, cuộc sống của các bạn ở mức trung bình mà thôi. Làm ăn thì cũng có phát triển đấy, nhưng mà hạnh phúc vợ chồng thì dễ bị lung lay. Các bạn nên cố gắng hơn. Thứ tư, tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Về tuổi thì Tỵ với thân bình hòa tự chủ. Về âm dương ngũ hành, nam mộc nữ kim, mệnh của vợ khắc mệnh của chồng là khắc nhập, rất xấu, nghèo đói, đắng cay, chồng nam vợ bắc. Ở đây ấy, thì tuổi thân thuộc dương mà tuổi Tỵ lại thuộc âm, vậy là khắc càng thêm khắc. Về cung sinh, nam cấn, nữ khôn, gặp được sinh khí là rất tốt. Về cung phi, nam khôn, nữ đoài, gặp được thiên y là rất tốt. Trai cung khôn lấy gái cung đoài, thiên y kim thổ lộc trời ban, phước lộc miên trường con cái sang, vườn rộng cửa nhà đầy mỹ lệ, trăm năm vui hưởng chữ bình an. Về can, nam kỷ, nữ nhâm thì bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam kỷ, nữ thân thì đời đời được hưởng giàu sang, vợ chồng xứng đôi vừa lứa, sinh con cái, thông minh đỗ đạt, phước thọ lâu dài. Vậy là hai tuổi này kết hợp lại được 3 điểm tốt, 1 điểm xấu, 2 điểm bình hòa. Có thể nói đôi Kỷ Tỵ và nhâm thân này tuy không tránh được có điểm xấu, nhưng mà nhìn chung các bạn được rất nhiều điểm tốt, cho nên các bạn cũng là một đôi khá đẹp. Thứ năm, tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai Mậu Thìn, về tuổi thì Thìn với thân thuộc nhóm tam hợp rất tốt, vợ chồng gắn bó hài hòa, thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Về âm dương ngũ hành, nam mộc nữ kim cũng xấu tương tự như tuổi bên trên, nhưng mà ở đây thì hai tuổi đều thuộc dương, cho nên đã làm giảm bớt cái sự xấu đó đi một chút. Về cung sinh, nam đoài nữ khôn, gặp được thiên y thì rất tốt. Về cung phi, nam chấn nữ đoài, phạm phải tuyệt mệnh, rất xấu. Trai cung chấn lấy gái cung đoài, chấn đoài tuyệt mạng, khó liền nhau.
Mộc khắc kim thương khó nói sao, nếu đã mà đeo theo khổ lụy, cháu con hoạn nạn lại xa nhau. Về can thì nam mậu nữ nhâm khắc nhau, về cao ly đầu hình, nam mậu nữ thân thì vợ chồng con cái vui đẹp, số phu thê thuận hòa, phú quý đều đều, con cháu thì đời đời nối dõi. Vậy là bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai mậu thìn ấy sẽ được 3 điểm tốt, 3 điểm xấu. Các bạn sẽ tạo dựng được một cái cuộc sống trung bình, cũng không nhiều cái tốt mà cũng không có quá nhiều cái xấu. Thứ 6, tuổi Đinh Mão sinh năm 1987. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Đinh Mão, về tuổi thì Mão tuyệt thân, phạm phải tứ tuyệt, hiếm con cái, chăn nuôi trồng trọt kém trường dưỡng. Về âm dương ngũ hành, nam hỏa nữ kim, mệnh của chồng khắc mệnh của vợ, gọi là khắc xuất xấu. Về cung sinh, nam càn nữ khôn thì lắm tài nhiều lộc, nhiều con cái, phát đạt giàu sang. Về cung phi, nam tốn nữ đoài, phạm phải lục sát xấu, nghèo khổ đắng cay, xáo trộn trong quan hệ tình cảm. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung tốn lấy gái cung đoài, số sao cay đắng cái thân mình, lục sát tương xung phạm khắc hình, nhà cửa ruộng vườn tiền của sạch, cháu con cơ khổ lắm đinh hàn. Về can, nam đinh nữ nhâm thì hợp nhau. Về cao ly đầu hình, nam đinh nữ thân thì vợ chồng tạo phát, công danh rạng rỡ, con cái vui học hành đỗ đạt, nhưng đến tuổi già lại lâm đại nạn, như vậy cao ly đầu hình là bình hòa. Vậy là nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai đinh mão ấy, sẽ được 2 điểm tốt, 3 điểm xấu, 1 điểm bình hòa. Trong 2 điểm tốt thì lại có 1 điểm ở cung sinh cung phụ, cho nên đôi bạn ở với nhau cũng là nhiều điểm xấu, mà là ít điểm tốt, khó khăn rất nhiều, các bạn nên tìm cách để hóa giải. Thứ 7, tuổi Bính Dần, sinh năm 1986. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai Bính Dần, về tuổi thì nam dần nữ thân kỵ nhau, xấu, vợ chồng thường hay bất đồng tranh cãi. Về âm dương ngũ hành, nam hỏa nữ kim thì khắc nhau, hay gây gổ và kiện cáo, gia đình thì không yên. Ở đây ấy thì hai tuổi đều thuộc dương, cho nên đã làm giảm bớt cái sự xấu đi một chút. Về cung sinh, nam khảm nữ khôn phạm phải tuyệt mạng rất xấu, phá sản bệnh tật chết người. Về cung phi, nam khôn nữ đoài gặp được thiên y là rất tốt, giàu sang phú quý, phước lộc lâu dài. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung khôn lấy gái cung đoài, thiên y kim thổ lộc trời ban, phước lộc miên trường con cái sang, vườn rộng cửa nhà đầy mỹ lệ, trăm năm vui hưởng chữ bình an. Về can, nam bính nữ nhâm thì khác nhau. Về cao ly đầu hình, nam bính nữ thân thì như cây khô mà gặp mùa xuân ấy, trước hại sau lợi, làm ăn tằn tiện mà lại được giàu có lớn, sinh con cái thì học hành giỏi, thi cử đỗ đạt. Vậy là hai tuổi này kết hợp lại được 2 điểm tốt, 4 điểm xấu. Các bạn khá là xung kỵ và kết hợp lại sẽ rất là vất vả, các bạn nên tìm cách để hóa giải. Thứ 8, tuổi Ất Sửu sinh năm 1985. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Ất Sửu, về tuổi thì Sửu với thân bình hòa. Về âm dương ngũ hành, nam kim nữ kim thì sinh đẻ không lợi, hay cãi nhau dễ phải xa nhau. Ở đây thì tuổi thân thuộc dương, tuổi Sửu thuộc âm thì lại tăng cái sự xấu đó lên một chút. Về cung sinh, nam tốn nữ khôn phạm phải ngũ quỷ rất xấu. Về cung phi, nam càn nữ đoài gặp được sinh khí là rất tốt, sinh khí thuộc sao tham lang là sơ tốt, thu hút tài lộc, danh tiếng, thăng quan phát tài, chủ về vượng khí, có lợi cho con trai, lợi cho danh tiếng, tạo ra sức sống dồi dào cho con người. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung càn lấy gái cung đoài, vàng thoi vàng khối lại sinh vàng, phước lộc diên niên tuổi thọ khang, con cháu nên danh hưng tố nghiệp, càn đoài phối hợp chắc giàu sang. Đôi này về cung phi rất là tốt. Về can, nam ất nữ nhâm thì bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam ất nữ thân thì rồng tuy gặp vận nhưng mà e về sau sẽ bị lừa hoặc bị cướp hoặc là gặp họa sát thân. Cao ly đầu hình như vậy là bình hòa. Vậy là hai tuổi này kết hợp lại được 1 điểm tốt, 2 điểm xấu, 3 điểm bình hòa. Trong 2 điểm xấu thì có 1 điểm ở cung sinh cung phụ không đáng lo lắm.
Như vậy là các bạn làm ăn tuy khá nhưng vợ chồng hay cãi nhau mà còn phải cẩn thận gặp nạn nữa. Nhưng mà tuổi các bạn kết hợp lại cũng là được cái mức trung bình. Thứ 9, tuổi Giáp Tý, sinh năm 1984. Nếu bạn gái nhâm thân ấy mà kết hôn với bạn trai tuổi Giáp Tý, về tuổi thì Tý với thân thuộc nhóm tam hợp rất là tốt. Vợ chồng bạn có sự tương đồng cả về suy nghĩ lẫn tính cách và thừa rất là thương yêu đùm bọc lẫn nhau. Về âm dương ngũ hành, nam kim nữ kim cũng sinh đẻ không lợi, hay cãi nhau dễ phải xa nhau. Nhưng ở đây thì cái sự xung khắc này đã được giảm nhẹ bớt bởi vì hai tuổi đều thuộc dương. Về cung sinh, nam chấn nữ khôn thì phạm phải họa hại rất xấu. Về cung phi, nam đoài nữ đoài thì cũng xấu, đau khổ nhiều dễ phải xa nhau. Mời các bạn hãy nghe bài bình về cung phi của hai tuổi này. Trai cung đoài lấy gái cung đoài, nhiệt lạc non đoài xương sắp rơi. Gặp nhau rồi cũng tách đôi nơi. Nếu không khăn trắng cài lên tóc thì khổ triền miên cả cuộc đời. Về can, nam giáp nữ nhâm bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam giáp nữ thân thì tuy vợ chồng hay cãi vã, ít được đầm ấm nhưng mà vẫn sống với nhau đến ngày đầu bạc răng long, rời đổi chỗ ở đôi ba lần ấy thì mới yên. Cao ly đầu hình như vậy là bình hòa. Vậy là hai tuổi này kết hợp lại được một điểm tốt, ba điểm xấu, hai điểm bình hòa. Thứ 10, tuổi Quý Hợi, sinh năm 1983. Nếu bạn gái nhâm thân mà kết hôn với bạn trai tuổi Quý Hợi, về tuổi thì Hợi với thân thuộc nhóm tứ hành xung mà còn là chính xung nữa, rất xấu. Về âm dương ngũ hành, nam thủy, nữ kim, mệnh của vợ tương sinh cho mệnh của chồng được sinh nhập ấy rất là tốt. Về cung sinh, nam cấn nữ khôn gặp được sinh khí cũng rất tốt. Về cung phi, nam cấn nữ đoài thì vợ chồng gặp nhau nơi đất khách quê người ấy sẽ được tốt đẹp hơn, giàu có hơn, bằng không thì sẽ hơi muộn con nhưng mà vẫn được tốt đẹp vì gặp được duyên niên. Sau đây mời các bạn hãy nghe bài bình này. Trai cung cấn lấy gái cung đoài, cấn đoài số ấy được duyên niên, chồng mộc vợ kim khắc cứng phiền, giàu có ai là con hiếm muộn, gặp nhau xa xứ mới là yên. Về can, nam quý nữ nhâm thì bình hòa. Về cao ly đầu hình, nam quý nữ thân thì như cá vượt vũ môn, rồng uốn lên mây, rất tốt, vợ chồng hòa thuận, gặp dịp may. Sinh con thì hiếu thảo, học hành tấn tới, phước lộc bền lâu. Hai tuổi này kết hợp lại được 4 điểm tốt, 1 điểm xấu, 1 điểm bình hòa. Vốn dĩ, lúc đầu ấy xem đến là tuổi thân với tuổi hợi đã thấy trong tứ hành xung là thấy rất xấu rồi. Nhưng mà sau khi xét tất cả các mặt ấy, thì chúng ta lại thấy là hai tuổi này hợp nhau rất nhiều điểm. Cho nên có thể nói các bạn là một đôi khá đẹp đôi. Làm ăn sẽ thịnh vượng, may mắn, hào con cũng được tốt. Trên đây thì tôi đã so xong tuổi của 10 bạn nam, giả sử sẽ kết hôn với bạn gái tuổi nhâm thân. Hẳn các bạn đã thấy tuổi nào hợp và tuổi nào xung với bạn gái nhâm thân rồi. Thường là tuổi nào cũng vậy thôi, không có ai hợp được với mình 100% đâu. Chúng ta chỉ có thể chọn những tuổi nhiều điểm tốt nhất và ít điểm xấu nhất làm tiêu chuẩn. Vậy thì tuổi hợp nhất với bạn gái nhâm thân đó là tuổi Quý Hợi sinh năm 1983 và tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Còn tuổi Đại Kỵ đó là tuổi Bính Dần 1986. Có những tuổi cũng không được tốt lắm, đó là tuổi Tân Mùi 1991, tuổi Đinh Mão 1987 và tuổi Giáp Tý 1984. Với tuổi Đại Kỵ, các bạn nên tìm cách hóa giải, có thể kết hợp nhiều cách và cái cách thông dụng nhất đó là sinh con hợp tuổi. Nguyên tắc của việc sinh con hợp tuổi đó là các bạn phải chọn tuổi con làm sao cho hợp được với cả bố, với mẹ thì càng tốt. Mà nếu không ấy thì cũng phải hợp với tuổi bố và tránh xung với tuổi của mẹ. Điều thứ hai mà các bạn cần thiết phải vận dụng vào cuộc sống đó là phong thủy. Bố trí nhà, bếp, rồi đồ đạc, màu sắc làm sao cho hợp với tuổi của gia chủ. Và vẫn câu nói đó, đức năng thắng số. Các bạn hãy chú ý là nên ăn ở làm sao cho có nhân có đức ấy. Thì dù các bạn có lỗi số hoặc kết hôn với người không hợp tuổi, các bạn vẫn có thể phần nào chiến thắng số phận và đem lại những cái điều may mắn hơn đến cho bản thân và cho gia đình của mình. Tất cả những cái điều tôi tính toán ấy đều dựa trên cái cơ sở quan trọng đầu tiên, đó là năm sinh của các bạn. Nhưng để có thể tính toán một cách chi tiết và chính xác hơn nữa, cần phải có ngày sinh, giờ sinh, tháng sinh nữa. Bạn nào còn thắc mắc thì có thể comment xuống mục bình luận bên dưới, tôi sẽ giải đáp cho các bạn trong cái khả năng hiểu biết của mình.
Đến đây thì tôi xin kết thúc cái phần xem của bạn gái tuổi Nhâm Thân. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh để giúp cho tôi có thêm động lực làm những cái tuổi tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.